một ngày bình yên như bao ngày ở cái bản văn hóa này. Nhưng hôm nay, bà con đồng bào Thái bản Quang Hương, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp lại có thêm niềm vui, nối dài tình đoàn kết bên chum rượu cần và rộn ràng bằng những làn điệu dân ca Thái. Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quang vừa diễn ra thành công tốt đẹp, bà con chào đón trong tiếng cồng chiêng vang vọng khắp bản làng. Bản Quang Hương chủ yếu là đồng bào Thái sinh sống với 486 hộ, 1.200 nhân khẩu. Đời sống dân bản chưa phải là giàu có, nhưng bình yên. 14 năm nay, làng văn hóa cấp tỉnh Quang Hương đều giữ vững danh hiệu. Bản đã và đang thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Không có tệ nạn xã hội, rượu chè bê tha, các hủ tục lạc hậu trong ma chay cưới hỏi được loại bỏ. Người dân chăm chỉ làm ăn, bản chỉ có 11 hộ nghèo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cho nên là bà con rất phấn khởi. Như các cái cuộc sinh hoạt là đều có những cái nét văn hóa họ vẫn giữ được và bản sắc dân tộc. Đây là có họ như các đàn bà là mặc váy Thái, đây có cái chum rượu cần, đây có nha san truyền thống. Đó là những cái đó là chúng tôi thấy rằng là trong cái thời buổi hiện tại cơ chế thị trường hôm nay, nhưng mà giữ được như thế này là nó song hành, vừa là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chủ trương nhưng mà vẫn giữ được cái nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Để tập hợp quần chúng hướng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đưa đời sống đi lên, Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quang trong nhiều năm qua đã không ngừng vận động, động viên nhân dân giúp đỡ, ủng hộ gia đình khó khăn làm ăn, sửa sang nhà cửa. Hộ anh Vi Văn Tùng, chị Vi Thị Hương ở Bản Ảng, nhà tranh vách nứa. Anh Tùng lại hay đau ốm, không làm lụng được nhiều. Cách ăn chưa đủ, nói gì đến chuyện xây nhà. Thấu hiểu gia cảnh của anh chị, mới đây, qua nguồn hỗ trợ 20 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp, Mặt trận Tổ quốc xã Châu Quang và Ban công tác Mặt trận Bản Ảng đã vận động quyên góp thêm tiền bạc, vật liệu, ngày công, xây cho anh Vi Văn Tùng, chị Vi Thị Hương căn nhà mới khang trang này. Rất nhiều việc làm như thế của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở ở huyện Quỳ Hợp được phát huy rộng rãi, thiết thực, đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ sự vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, người dân các làng bản đều hô hởi làm đường nông thôn mới. Họ tự nguyện hiến đất, góp của, góp công để thay những con đường làng vốn chật chội, lầy lội khó đi. Được sự lãnh đạo của Đảng cấp trên mà trực tiếp là cái mặt trận ở cơ sở đã nắm được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đến tại cơ sở, họp bàn thống nhất trong cấp ủy rồi chính quyền rồi nhân dân để thống nhất cứ 19 tiêu chí về giao thông nông thôn. Đợt này nhân dân xóm Bản Cà chúng tôi thi công 400 mét chạy đường giao thông nông thôn đúng chỉ tiêu. Ban Mặt trận xóm có tuyên truyền thực hiện cái chuyên đề về công tác tuyên truyền cho bà con hiểu rõ được cái xây dựng cái nông thôn mới và cùng chung tay góp sức với lại cựu chiến binh xóm đi sâu đi sát khảo sát các cái vùng sâu ở cái địa bàn này rộng, cho nên là Ban công tác Mặt trận phải đi vào từng gia đình để khảo sát những cái hộ làm ăn và tuyên truyền cho bà con học tập những cái mô hình sản xuất giỏi. Và chúng tôi đây là có 10 mô hình cam điển hình hàng năm như thế là cũng xây dựng cái tiêu chí này. Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có đồng bào Kinh, Thái, Thổ cùng sinh sống. Để giữ gìn những nét truyền thống riêng của mỗi dân tộc và để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thì không gì khác hơn là cần đến vai trò to lớn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Rõ nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Thông qua hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp đã thực sự phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, đời sống văn hóa mới đã bắt rễ sâu vào từng bản làng vùng sâu vùng xa, Các tệ nạn xã hội trước đây nhiều thì nay được dẹp bỏ, thay vào đó là những miền quê yên bình. Quỳ Hợp có 287 làng bản khối, thì đã có tới 205 làng được công nhận danh hiệu văn hóa. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nhiều xóm bản, đồng bào thiểu số huyện Quỳ Hợp lâu nay đã xây dựng thành công bản văn hóa thuần dân tộc Thái ở Bản Vi, xã Bắc Sơn, câu lạc bộ thuần thổ ở xóm Mó, xã Nghĩa Xuân, xóm văn hóa đa dân tộc Hoa Thành, xã Châu Quang. Các bản, câu lạc bộ đó ra đời nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như là bản sắc của mỗi dân tộc. Trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Hợp tiếp tục xem xét cái nhiệm vụ trọng tâm của mình, đó là tập trung xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt nhấn mạnh vào xây dựng, tham gia xây dựng chất lượng làng bản văn hóa, gia đình văn hóa, giúp cho người dân ngày càng nâng cao ý thức. Cùng một mục tiêu, cố kết cộng đồng để tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, theo tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tương Dương dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền đã không ngừng tập hợp các tổ chức thành viên, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách. Tương Dương là địa bàn có nhiều xã biên giới giáp ranh với nước bạn Lào, mà khu vực biên giới thì luôn phức tạp. Bởi vậy, để dân biết, dân tin theo Đảng, không rơi vào sự lôi kéo của phần tử xấu xúi giục, bỏ bàn, bỏ mường qua bên kia biên giới, cán bộ Mặt trận huyện Tương Dương và Mặt trận Tổ quốc xã đã thường xuyên thăm hỏi, động viên bà con. Cán bộ mặt trận gần dân là vậy, bà con hiểu rằng chỉ có sự đoàn kết thì bản làng mới xóa được cái nghèo và bình yên. Bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương có 61 hộ, 330 khẩu, đều là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trước đây, dân bản còn di dịch qua biên giới sinh sống. Để ngăn cấm di dịch cư tự do, Bản Lưu Thông đưa ra quy định không cho phép bất kỳ ai bán nhà, bán gỗ, mà chỉ có làm nhà, xây nhà cho bản giàu đẹp lên thôi. Chúng tôi có cái quy ước là không cho bán nhà và không làm gỗ để bán, gỗ để tận dụng làm nhà thôi. Để mà con cái ra riêng thì cho phép xẻ gỗ để làm nhà. Thì chúng tôi có quy ước là không được di dịch cư tự do sang Lào, sang nước bạn Lào. Nếu mà di dịch cư thì chúng tôi sẽ thu toàn bộ tài sản nhà ở, không cho bán. Dẫu đời sống nhân dân ở nhiều làng, bản, huyện vùng cao Tương Dương còn khó khăn về kinh tế, nhưng từ việc nhỏ đến việc lớn, bà con đều bảo ban nhau thực hiện. Bản Sóng Con, xã Lưu Kiền chuẩn bị đón nhận danh hiệu làng văn hóa cấp huyện vào ngày 7 tháng 4 năm 2014. Trong căn nhà sàn ống cúng này, bà con đang bàn bạc để tổ chức cho lễ đón danh hiệu làng văn hóa thêm phần long trọng và cùng trò chuyện suy ngẫm về đời sống của bản làng mình trước đây. Sóng Con xưa là một bản khá phức tạp về tệ nạn xã hội, chích hút, buôn bán, vận chuyển ma túy. Nay đã trở thành làng văn hóa. Đồng bào đang chung sức xây dựng nông thôn mới. Chương trình làm đường nông thôn mới đã phủ dày bê tông lên cả những con đường vốn gập ghềnh của bản. Chủ trương trồng rừng thay thế nương rẫy của Đảng, Chính phủ đã đem lại hiệu quả to lớn cho bản Sóng Con. Hàng chục hecta keo, xoan đâu đang sinh trưởng tốt trên những quả đồi mà trước đây đồng bào chỉ biết đốt rẫy để chìa hạt. Công sức thì nhiều mà hiệu quả kinh tế lại không cao. Ở bản Sóng Con, già làng Lương Văn Chức là một trong những người tiên phong trong việc trồng rừng kinh tế. 2 năm nay, ông Chức đã trồng được gần 1.300 cây xoan, thay thế nương rẫy vốn chỉ trồng ngô. Bản thân tôi tức là được uy tín của dân, tức là được bầu ra là uy tín. Trong đó bản thân tôi cũng tích cực, tức là trồng tất cả mọi cây. Và hiện nay bản thân tôi như xoan đâu, đây là cả cây hoa quả nói chung, mà trong đó tôi vượt được cái khó khăn. Hiện nay tôi vẫn là gia đình tôi thì là vẫn là khấm khá hơn là các gia đình khác. Mà trong đó tôi có giúp đỡ trong ban quản lý và nhân dân làm thế nào cho Tường Thành. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số là thế. Trong phát triển kinh tế, luôn bảo ban giúp đỡ lẫn nhau. Trong công việc của thôn bản thì tình đoàn kết, tính dân chủ luôn được mở rộng. Không có việc làng, việc nước nào lại thiếu sự bàn bạc đi đến thống nhất của ý thức tập thể, của những tiếng nói có uy tín từ những già làng trưởng bản gương mẫu. Ở các bản làng dân cư miền Tây tỉnh Nghệ An, dù đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng phải khẳng định rằng cái sức mạnh của cộng đồng, của sự đoàn kết luôn luôn thể hiện rõ trong mọi hoạt động. Cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Và soi vào đời sống nhân dân đồng bào các dân tộc miền Tây của tỉnh hiện nay, chúng ta dễ dàng cảm nhận rõ khối tình cố kết cộng đồng đã quyện chặt từ trong những sinh hoạt rất cụ thể của mỗi thôn bản miền quê. Trong quá trình thực hiện nhiệm kỳ thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã có phần vào cái xóa đói giảm nghèo của địa phương, đã làm giảm đáng kể cái mức hộ nghèo từ 58,7% đầu nhiệm kỳ đến thời điểm này là còn 51,5%. Thì đó là một cái kết quả rất là đáng trân trọng đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Tương Dương. Thì trong thời gian tới đây thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ, nhất là cái chương trình hành động thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc trong đại hội sắp tới đề ra, thì tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên, nên với phương châm là hướng về cơ sở, về khu dân cư, để chúng tôi tiếp tục phát động các phong trào bám sát năm nội dung của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đề ra. Để củng cố cái khối đoàn kết của vùng đồng bào dân tộc ở miền Tây thì sắp tới thì Mặt trận Tổ quốc cả cái tổ chức thành viên phải coi trọng cái công tác bám cơ sở, và cái bám cơ sở này phải bám thường xuyên để rồi là nắm bắt kịp thời các cái tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất, rồi những cái bức xúc của nhân dân vùng đồng bào dân tộc, rồi vùng biên giới, để từ đó là kiến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước, các ngành các cấp để giải quyết những vấn đề liên quan đến vùng đồng bào dân tộc. Thì có làm được như thế thì chúng ta mới có điều kiện xây dựng được hệ thống chính trị vững mạnh và củng cố vững chắc cái vùng đồng bào dân tộc và vùng biên giới của tỉnh nhà. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư và các phong trào phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc miền Tây tỉnh Nghệ An. Mà đời sống thanh bình, đoàn kết ở các bản làng của huyện Quỳ Hợp và Tương Dương chỉ là những điểm trong rất nhiều điểm sáng trong hành trình chúng tôi ghi lại. Đại bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực miền núi đã không còn phải trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Bà con đã hăm hở trồng trọt, chăn nuôi, không kể sớm trưa. Những quả đồi trọc xưa kia nay đã bạt ngàn rừng chuối và mía cho giá trị kinh tế cao. Đồng bào thôn bản cần cù, lặng lẽ là vậy. Nhưng khi có việc làng, việc bản, cần sự chung tay, hợp sức, thì tinh thần cố kết cộng đồng lại được khơi dậy hơn bao giờ hết. Đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân luôn được bồi đắp, thể hiện sinh động từ chính đời sống các bản làng, huyện miền núi Quỳ Hợp, Tương Dương hôm nay.